Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch, phố nối đi qua 9 tỉnh với chiều dài trên 518 km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh có chiều dài trên 141 km với 284 khoảng cột, trên 113 khoảng néo thuộc 9 huyện thị xã. Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã vào cuộc để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, động viên hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia việc hoàn thiện dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền trung ra miền bắc nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền bắc